Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với màn điều khí và vận khí. Đây là quá trình dùng công năng của can để điều chỉnh khí của toàn thân, dùng phế và huyết mạch thúc đẩy khí vận động khắp cơ thể. Mục đích là dùng chân khí đã luyện để bảo vệ các yếu huyệt và tạng phủ bên trong cơ thể, từ đó nâng cao sức chịu đựng và khả năng công phá các mục tiêu. Mở đầu chương trình biểu diễn khí công, kính mời các đại biểu đến với màn biểu diễn cường công kết hợp với võ thuật tổng hợp. Đây là bài tập thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn thân để chống lại sức công phá của gậy khi đập vào các bộ phận như lưng, bụng, chân và cánh tay. Bài tập có sự kết hợp chặt chẽ giữa võ thuật và khí công, giúp gia tăng sức chịu đựng, khả năng chiến đấu bền bỉ của cán bộ chiến sĩ. Đồng thời cũng là bài tập dành cho cán bộ chiến sĩ có thể hình vượt trội nhằm phô diễn sức mạnh của lực lượng công an nhân dân. Chúng ta đang theo dõi màn biểu diễn khí công, cường công kết hợp với võ thuật tổng hợp. Tiếp theo, kính mời các đồng chí đến với các nội dung ke chân đạp đá, ke tay đập gạch và cương cốt công. Ke chân đạp đá, ke tay đập gạch là bài tập rèn luyện sự rắn chắc và khỏe mạnh của đôi tay và đôi chân. Tay chân chắc khỏe là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đánh bắt tội phạm. Chính vì vậy, trong chương trình huấn luyện nội dung khí công, đơn vị chú trọng phổ biến các nội dung rèn luyện sức chịu đựng và sự rắn chắc của tay chân, giúp cán bộ chiến sĩ tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về cương cốt công là bài tập mà người thực hiện ở tư thế uốn cong người hoặc nằm trên hai ghế để đập đá trên bụng. Để thực hiện bài tập này, đòi hỏi sự vận động phối hợp của hầu hết các cơ chính trên cơ thể, đồng thời phải có cột sống thật vững chắc và điều chỉnh khí thuần thục để không bị chấn thương cột sống. Chính vì vậy, các bài tập này chỉ dành cho những người có quá trình tập luyện khí công lâu dài, có thành tựu, đồng thời có phương pháp tu luyện đặc biệt. Kính thưa toàn thể các đồng chí, yết hầu là huyệt điểm trọng yếu của cơ thể. Khi bị tác động mạnh vào yết hầu có thể gây chấn thương nặng hoặc gây tử vong. Tuy nhiên, qua quá trình tập luyện hết sức công phu, cán bộ chiến sĩ không những có thể dùng yết hầu để uốn cong thanh sắt, thanh giáo mà còn có thể chịu đựng sức nặng của tảng đá và các lực tác động rất lớn của búa trên phần lưng. Quý vị và các đồng chí đang theo dõi màn yết hầu công thả lê AK và đập đá trên bụng. Để thực hiện các bài tập này, mỗi cán bộ chiến sĩ phải có ít nhất 1 năm luyện khí công để điều khí thuần thục, đồng thời trải qua những bài tập ở các cấp độ khác nhau. Đầu tiên là tập thu khí, điều khí, giữ khí vào yết hầu. Tiếp theo là dùng cạnh tay tượng chặt vào vùng yết hầu. Sau đó là dùng yết hầu chống vào những vật cứng khác nhau như đũa, thanh tre. Và khi thuần thục mới có thể chống giáo và uốn sắt. Tiếp theo, kính mời các đồng chí cùng quan sát các màn biểu diễn cường công mang vật nặng di chuyển đi trên thủy tinh.
cương cốt công và siết hàm công. Để thực hiện được các bài tập này, ngoài quá trình tập luyện kiên trì nhẫn nại thì yếu tố tinh thần là hết sức quan trọng, bởi vì một sơ suất nhỏ trong quá trình thực hiện là có thể bị chấn thương rất nghiêm trọng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát cán bộ chiến sĩ sẽ dùng răng của mình nâng vật nặng từ 50 đến 60kg và gánh trên vai vật nặng 150kg đạp chân đi trên thủy tinh. Đây là bài tập vừa thể hiện sức mạnh cơ thể phi thường, vừa là minh chứng cho lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm trấn áp tội phạm của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an dân. Bên cạnh các màn biểu diễn là siết hàm công, là màn cương cốt công, một bài tập thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn thân. Không những phải giữ được thăng bằng nằm trên hai thanh kiếm sắc nhọn mà còn chịu tác động của một lực rất lớn trên phần bụng của cơ thể. Kính mời các đồng chí chúng ta cùng quan sát. Tiếp theo chương trình là các màn biểu diễn cuốn sắt, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Kính thưa các đồng chí, cổ là bộ phận trọng yếu, dễ tổn thương nhất của cơ thể con người. Để có thể dùng cổ uốn cong thanh sắt phi 12, cán bộ chiến sĩ ngoài việc luyện khí công để cổ trở nên mạnh mẽ thì cần phải có thế tấn vững chắc, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ trên cơ thể. Vì vậy, quá trình luyện tập nội dung này phải sử dụng rất nhiều bài tập bổ trợ như chống đẩy, hít xà, đẩy thuyền, nâng gạch. Và tất cả các bài tập này đòi hỏi sự nỗ lực phi thường của người thực hiện. Tiếp theo chương trình, kính mời các đồng chí đến phần biểu diễn cường công. Cường công là nội dung kết hợp giữa nội công và ngoại công. Bên cạnh việc vận công điều khí thuần thục để điều dẫn năng lượng đến các bộ phận của cơ thể nhằm chống lại các tác động mạnh từ bên ngoài, cán bộ chiến sĩ còn phải tập luyện thêm các bài tập thể lực và thể hình để tăng cường các múi cơ cũng như duy trì sự dẻo dai. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát những thanh gỗ và tấm ván rất cứng, rất bền nhưng khi đập vào người cán bộ chiến sĩ thì đều gãy vụn và thân thể chiến sĩ không hề bị thương. Tiếp theo là màn biểu diễn công phá dừa và chặt chai trên giá. Đây là bài tập rèn luyện sự rắn chắc và sức mạnh, tốc độ của cạnh bàn tay. Đôi tay chắc khỏe là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm. Chính vì vậy, trong chương trình huấn luyện nội dung khí công đều chú trọng các nội dung rèn luyện sức chịu đựng và sự rắn chắc của đôi bàn tay. Ngay sau đây, kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng hướng về bên phải của sân khấu để quan sát các màn biểu diễn kéo và đẩy xe ô tô.
Trước mặt các đồng chí là chiếc xe ô tô màu trắng với trọng lượng từ 3 đến 6 tấn. Và để tạo gia tốc ban đầu cho chiếc xe này di chuyển cần có một lực từ 300 đến 600 kg. Và ngay sau đây thì đồng chí của chúng ta sẽ sử dụng một thanh sắc nhọn kê vào yết hầu để đẩy chiếc xe có trọng lượng trên 3 tấn này. Xin mời các đồng chí chúng ta cùng quan sát. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc xe thứ hai. Chiếc xe của chúng ta có trọng lượng trên 4 tấn và có sức nặng của cán bộ chiến sĩ trên xe. Và ngay lúc này, cán bộ chiến sĩ của chúng ta sẽ dùng răng kéo chiếc xe có trọng lượng trên 4 tấn này. Và ngay lúc này chúng ta sẽ đến với chiếc xe thứ ba, cũng có trọng lượng trên 4 tấn và có cán bộ chiến sĩ đứng ở trên xe. Và với màn biểu diễn này, cán bộ chiến sĩ sẽ dùng dao kê cổ kéo chiếc xe có trọng lượng trên 4 tấn. Xin mời quý vị cùng các đồng chí chúng ta theo dõi. Và chiếc xe đã di chuyển, thưa các đồng chí. Đây là các màn biểu diễn thể hiện khả năng phi thường của cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi giới hạn vật lý và tinh thần, là thành quả của quá trình khổ luyện nhiều năm với những phương pháp đặc biệt và chương trình huấn luyện hết sức khắt khe. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các đồng chí lãnh đạo, chúng ta vừa cùng theo dõi toàn bộ chương trình duyệt đội ngũ của 8 đội tuyển công an tỉnh, thành phố tham dự hội thi và các khối đội ngũ thuộc lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng những màn đồng diễn võ thuật vô cùng mạnh mẽ, những màn biểu diễn khí công vô cùng uy lực trong buổi lễ khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ 5 năm 2019. Với nền tảng vững chắc này, lực lượng công an nhân dân nguyện trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang được Đảng, nhân dân giao phó là bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý đại biểu, chương trình lễ khai mạc hội thi điều lệnh
bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ 5 năm 2019 bảng thi số 7 đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và quý vị khách quý đã đến tham dự lễ khai mạc. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin mời ban giám khảo tiếp tục điều hành các nội dung thi theo kế hoạch. Sau đây là phần dự thi của các đội tuyển thi phần võ thuật ứng dụng. Đề nghị các đồng chí trong đội tuyển chuẩn bị vào vị trí dự thi của mình. Được. Xin mời đội số 1, đội tuyển công an tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị vào vị trí. Đội số 2, đội tuyển công an tỉnh Kon Tum chuẩn bị. Đội số 1, công an tỉnh Lâm Đồng vào vị trí dự thi. Đội số 2, công an tỉnh Kon Tum chuẩn bị. Đội công an tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí dừng lại một phút chờ đại biểu về đã. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, đội tuyển công an tỉnh Lâm Đồng vào vị trí dự thi. Kính thưa các đồng chí đại đạo lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp với diễn biến tình hình mới, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch về bố trí lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sau đây, kính mời các đồng chí theo dõi tình huống võ thuật 2-6 do đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện cụ thể như sau. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác gồm 2 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện X tỉnh Lâm Đồng phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi bị kiểm tra, số thanh niên vi phạm không những có những không chấp hành mà còn có những lời nói thiếu văn hóa và xô xát với các đồng chí làm nhiệm vụ. Trước thái độ hung hăng của người vi phạm, hai đồng chí trong tổ công tác vẫn điềm tĩnh ứng xử, yêu cầu người vi phạm chấp hành. Nhận thấy số thanh niên có dấu hiệu đã sử dụng chất kích thích, đỉnh điểm là có thêm 3 đối tượng đồng bọn đến hỗ trợ. Để chủ động trước tình huống vũ lực sắp xảy ra, bảo vệ an toàn cho bản thân và đồng đội, hai đồng chí trong tổ công tác một mặt liên lạc với các tổ công tác khác đề nghị hỗ trợ, mặt khác ra hiệu đồng loạt quyết định trấn áp nhanh nhằm hạ gục, khống chế các đối tượng, không để các đối tượng bao vây cô lập. Các đồng chí đang theo dõi quá trình thi triển những kỹ năng võ thuật đã được rèn luyện một cách nhuần nhuyễn thuần thục của hai đồng chí công an. Đồng chí cảnh sát cơ động xuất thân từ lực lượng trực tiếp chiến đấu, sử dụng chủ yếu là đòn thế võ thuật công an nhân dân với đối đánh nhanh mạnh hiểm, chú trọng quật ngã, khống chế nhanh, triệt tiêu sức phản kháng của kẻ địch. Đồng chí cảnh sát giao thông sử dụng lối đánh mềm mại uyển chuyển, kết hợp võ thuật công an nhân dân và những thế võ truyền thống của dân tộc, lấy tính chế động, lấy nhu thắng cương, mượn lực và sức đánh của đối thủ để chuyển thế khống chế đối tượng. Sau một thời gian ngắn, các đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế, thu hồi vũ khí cùng phương tiện vi phạm, đưa về cơ quan công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phần dự thi của đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí. Xin chúc mừng đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng
đội tuyển công an tỉnh Lâm Đồng dự thi với thời gian của mình là 2 phút 10 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Đội thứ hai, xin mời đội tuyển công an tỉnh Kon Tum vào vị trí dự thi. Đội công an tỉnh Gia Lai chuẩn bị. Đội tuyển công an tỉnh Kon Tum vào vị trí. Đây là tình huống một đồng chí cảnh sát khu vực đang đi kiểm tra địa bàn thì phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu cậy cửa đột nhập vào nhà dân. Khi phát hiện và được yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ tên cảnh giới phía sau lao tới ôm chiến sĩ của ta. Đồng thời tên phía trước ném ba lô vào và lao vào tấn công. Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng đồng chí cảnh sát khu vực đã bình tĩnh dùng các động tác võ thuật công an dân khống chế hiệu quả các đường dao, đường gậy của đối phương, nhanh chóng hạ gục đối tượng, đảm bảo an toàn về tính mạng. Chúc mừng đội tuyển công an tỉnh Kon Tum đã hoàn thành phần dự thi của mình. Thời gian đội tuyển công an tỉnh Kon Tum dự thi là 1 phút 45 giây. Tiếp theo, xin mời đội thứ ba, đội tuyển công an tỉnh Gia Lai vào vị trí dự thi. Đội tuyển công an tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí. Sau đây, xin mời các đồng chí theo dõi tình huống 2-5 của đội tuyển công an tỉnh Gia Lai được giả định như sau. Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường bám chắc cơ sở. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2019, hai đồng chí thuộc tổ công tác của công an phường Phù Đồng, thành phố Pleiku đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện một nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự công cộng nên tổ công tác đã yêu cầu giải tán.
Tuy nhiên, các đối tượng đã có thái độ chống đối, không chấp hành và với lợi thế đông người cùng các hung khí có sẵn mang theo như gao, gậy, mã tấu, năm đối tượng đã manh động, liều lĩnh tấn công hai cán bộ của ta hòng chạy trốn. Bằng những kỹ chiến thuật, võ thuật công an nhân dân được rèn luyện với tinh thần mưu trí, dũng cảm, cương quyết trong đấu tranh với tội phạm, hai đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân, phản xạ nhanh chóng hóa giải các đòn tấn công của đối tượng, ra đòn tấn công mạnh mẽ, chính xác, hạ gục, bắt gọn các đối tượng, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phần dự thi của đội tuyển công an tỉnh Gia Lai đến đây là kết thúc. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đội tuyển công an tỉnh Gia Lai. Phần dự thi của công an tỉnh Gia Lai là thời gian 2 phút 02 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Phần dự thi tiếp theo. Xin mời đội tuyển công an tỉnh Đắk Lắk vào vị trí dự thi. Tiếp theo là đội công an tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ chuẩn bị. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong thời gian qua, hoạt động của tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hoạt động tín dụng đen có xu hướng lan rộng từ thành thị đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Ngoài số nhóm đối tượng trên địa bàn, còn có các đối tượng băng nhóm hình sự từ các tỉnh khác vào hoạt động. Điều đó đã gây ra nhiều hệ lụy về xã hội, làm phát sinh nhiều phạm pháp về hình sự, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố chủ động tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh với các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đã triệt hóa hàng chục băng nhóm, xử lý hàng trăm đối tượng liên quan, góp phần kiềm chế hoạt động tín dụng đen, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Liên quan đến trên cơ sở tình huống và công tác đấu tranh với các đối tượng phạm tội trên địa bàn, công an Đắk Lắk xây dựng tình huống tham gia nội dung thi ứng dụng võ thuật 1-4. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đây là tình huống một cán bộ cảnh sát khu vực đang trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện một nhóm đối tượng đang đòi nợ thuê, hành hung con nợ, đập phá tài sản, bắt và khống chế nạn nhân nhằm gây áp lực khủng bố tinh thần gia đình. Đồng chí đã nhanh chóng ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng hành vi. Các đối tượng không những không chấp hành mà còn bất ngờ dùng hung khí tấn công. Trước tình hình nguy cấp trên, bằng sự bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm, quyết đoán và khả năng phán đoán xử lý nhanh nhạy tình huống cùng với các động tác võ thuật, công an dân điêu luyện đoàn thế nhanh, mạnh, chính xác, đồng chí đã nhanh chóng hạ gục, khống chế toàn bộ đối tượng và thu giữ vũ khí, tang vật. Bằng sự dũng cảm của mình, đồng chí đã đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Xin chúc mừng phần dự thi của đội tuyển Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Thời gian đội tuyển Công an tỉnh Đắk Lắk dự thi là 2 phút 43 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Tiếp theo, đội dự thi thứ 5 xin mời Công an thành phố Cần Thơ vào vị trí dự thi. Công an thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị. Sau đây, xin kính mời ban giám khảo cùng quý lãnh đạo, quý đại biểu theo dõi quá trình sử dụng kỹ chiến thuật, võ thuật Công an Nhân dân đánh bắt các đối tượng qua phần xử lý tình huống 2-4 của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ. Trong thực tế, khi làm nhiệm vụ, không ít cán bộ chiến sĩ phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm. Đây là tình huống nhận được tin báo của người dân bên trong quán cà phê X trên đường A. Đang có 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Do nạn nhân vay tiền lãi suất cao không có khả năng chi trả, nên bọn chúng giữ người, ra sức đánh đập dã man và yêu cầu nạn nhân gọi điện thông báo cho gia đình mang tiền đến chuộc. Nhận được tin báo, ban chỉ huy công an phường lập tức phân công 2 cán bộ chiến sĩ đang tuần tra gần khu vực xảy ra vụ việc đến kiểm tra và mời về công an phường giải quyết. Trong lúc chào hỏi, bất ngờ 4 đối tượng sử dụng những hung khí nguy hiểm tấn công cán bộ chiến sĩ. Với bản lĩnh và sự dũng cảm, kiên quyết không buông tha tội phạm, 2 chiến sĩ của ta đã chống trả quyết liệt, nhanh chóng hạ gục và bắt giữ các đối tượng bằng những thế võ điêu luyện. Xin chúc mừng đội tuyển Công an thành phố Cần Thơ. Các đồng chí dự thi với thời gian 1 phút 47 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Tiếp theo, xin mời đội tuyển Công an thành phố Hồ Chí Minh vào vị trí dự thi. Đội tuyển Công an tỉnh Bình Phước chuẩn bị. Phần dự thi tình huống của đội tuyển Công an thành phố Hồ Chí Minh xin phép được bắt đầu. Kính thưa các đồng chí, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng là điều kiện thuận lợi để phát sinh các loại tội phạm trong giai đoạn hiện nay, tập trung tại các khu đô thị, khu trung tâm phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, táo bạo và manh động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu nơi công cộng, nếu không tích cực học tập rèn luyện, trau dồi kỹ năng chiến thuật, nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, các đòn thế tấn công, khống chế đối tượng thì lực lượng Công an Nhân dân khó có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ảnh hưởng lớn đến chất lượng hiệu quả công tác. Các đồng chí đang xem tình huống một đồng chí cảnh sát đánh 3 đối tượng manh động có hành vi cướp tài sản, chống người thi hành công vụ bằng các đòn thế võ thuật Công an Nhân dân kết hợp sự dũng cảm, mưu trí. Đồng chí chiến sĩ Công an Nhân dân đã chiến đấu anh dũng, khống chế, vô hiệu hóa đối tượng cùng đồng đội giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác kính yêu.
phần dự thi của đội tuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh đến đây là kết thúc. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo mạnh khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng đội tuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Phần dự thi của đội tuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian 2 phút 10 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Tiếp theo, xin mời đội tuyển Công an tỉnh Bình Phước vào vị trí. Và Công an tỉnh Đắk Nông chuẩn bị. Sau đây, tình huống võ thuật hai đồng chí đánh 5 đối tượng của đội tuyển thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an tỉnh Bình Phước xin được phép bắt đầu. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày N trên tuyến đường quốc lộ 14 tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao nhau giữa đường Lê Duẩn và đường quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, đồng chí thiếu úy Nguyễn Thị Tài Linh, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài đang làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện tham gia giao thông. Cùng lúc đó, xuất hiện 5 thanh niên đi trên 2 chiếc xe mô tô mang theo hung khí chạy với tốc độ nhanh, có biểu hiện đã sử dụng rượu bia chất kích thích. Khi đến ngã tư gặp đèn xanh đèn đỏ, nhưng người điều khiển xe mô tô không chấp hành tín hiệu giao thông mà cố tình vượt đèn đỏ, va chạm vào một người dân đang đi bộ sang đường tại vị trí dành cho người đi bộ, khiến đôi bên cùng ngã xuống đường. Trong lúc còn đang đau đớn vì bị xe va quẹt, người dân này đã bị 5 đối tượng đi xe mô tô hùng hổ lao đến đe dọa, cho rằng người đi bộ vi phạm luật giao thông đòi tiền bồi thường xe bị hư hỏng, dẫn đến đôi bên xảy ra tranh cãi. Không dừng lại, cả 5 đối tượng có thái độ hung hăng cùng xông vào đánh người đi bộ. Trước hành động côn đồ của các đối tượng, đồng chí thiếu úy Nguyễn Thị Tài Linh đã kịp thời đến ngăn chặn không để các đối tượng đánh người, dùng lời lẽ thuyết phục, nghiêm khắc yêu cầu các đối tượng chấp hành pháp luật, việc đúng sai sẽ do cơ quan công an giải quyết. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, các đối tượng quay sang tranh cãi, xô đẩy, chống đối người thi hành công vụ. Bất ngờ, một đối tượng vung tay tát đồng chí nữ cảnh sát giao thông. Tuy bị bất ngờ nhưng đồng chí đã nhanh chóng dùng động tác võ thuật thoát khỏi thế bị động, khống chế một đối tượng để uy hiếp các đối tượng khác. Trong khi nhóm đối tượng đang bao vây, manh động tấn công đồng chí Nguyễn Thị Tài Linh, thì cùng lúc này, đồng chí Thượng úy Cao Xuân Cường, cảnh sát khu vực Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, trên đường xuống địa bàn ngang qua, trông thấy đồng chí đồng đội bị các đối tượng côn đồ bao vây tấn công, đã kịp thời tiếp ứng. Mặc dù đứng giữa vòng vây của 5 đối tượng côn đồ dùng gậy gộc, dao, mã tấu tấn công, nhưng hai đồng chí vẫn không hề nao núng, bình tĩnh phối hợp dùng các động tác võ thuật Công an nhân dân liên tiếp tránh né ra đòn uy hiếp các đối tượng. Trong lúc manh động chống người thi hành công vụ, một số đối tượng côn đồ bị dính đòn tỏ ra đau đớn, nhưng chúng không dừng lại, vẫn điên cuồng cầm gậy gộc hung khí lao vào tấn công quyết liệt. Tuy nhiên, với bản lĩnh và tinh thần dũng cảm, bình tĩnh đối đầu bằng các động tác võ thuật Công an nhân dân tinh thông, hai đồng chí Cao Xuân Cường và Nguyễn Thị Tài Linh đã nhịp nhàng phối hợp phản đòn, tấn công uy hiếp, lần lượt đánh bắt, hạ gục và khống chế 5 đối tượng côn đồ manh động chống người thi hành công vụ để bàn giao xử lý theo quy định của pháp luật. Phần thi tình huống võ thuật của đội tuyển thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an tỉnh Bình Phước đến đây là kết thúc. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội thi mạnh khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng phần dự thi của Công an tỉnh Bình Phước. Phần dự thi của đội tuyển Công an tỉnh Bình Phước hết thời gian là 2 phút 37 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Và cuối cùng, xin mời đội tuyển Công an tỉnh Đắk Nông vào vị trí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí, tình huống ứng dụng võ thuật của Công an tỉnh Đắk Nông có chủ đề tấn công ma túy đẩy lùi tội phạm xin được bắt đầu như sau. Vào lúc 23 giờ đêm ngày M tháng T năm 2019, qua công tác trinh sát, ban chuyên án nhận được nguồn tin cho biết nhóm đối tượng trong chuyên án do Solana cầm đầu sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy vào Đắk Nông để tiêu thụ và trung chuyển. Ban chuyên án quyết định tổ chức lực lượng đánh bắt tại điểm G trên tuyến quốc lộ 14. Do đêm tối, địa hình bị che khuất bởi đồi núi và cây rừng,
tổ công tác công khai của ta đã kiên trì thực hiện chiến thuật vận động để tiếp cận nhóm đối tượng, nhưng chúng đã điên cuồng sử dụng vũ khí quân dụng và hung khí chống trả quyết liệt, hòng trốn tránh sự vây bắt của chúng ta. Để bảo đảm an toàn cho lực lượng, đồng chí Nguyễn Thành Trung là trinh sát của phòng PC04 Công an tỉnh, được ban chuyên án cài vào tổ chức tội phạm từ trước, nhanh chóng thực hiện phương án 2, bất ngờ tấn công tội phạm. Kính thưa các đồng chí, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, kết hợp với các động tác võ thuật thành thục, đồng chí trinh sát đã mưu trí dũng cảm, kịp thời hạ gục 4 đối tượng nguy hiểm trước khi lực lượng bao vây của ta tiếp cận. Các đối tượng đã bị bắt giữ, chúng ta thu giữ toàn bộ vũ khí và hơn 500kg ma túy. Đây là một chiến công của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Đắk Nông. Xin chúc mừng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Tình huống ứng dụng võ thuật của Công an tỉnh Đắk Nông đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn toàn thể hội thi đã theo dõi và cổ vũ cho chúng tôi. Xin chúc mừng đội tuyển Công an tỉnh Đắk Nông. Thời gian các đồng chí dự thi là 2 phút 33 giây. Xin chúc mừng các đồng chí. Phần dự thi sử dụng võ thuật Công an nhân dân để xử lý các tình huống nghiệp vụ đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Tám đội tuyển đứng dậy. Sau đây các đồng chí chỉ huy điều hành các khối về hội trường thi nội dung lý thuyết. Alo, alo. Đề nghị các ông chí cầm các cái biển tên của 8 đội tuyển, các ông chí tập trung về chỗ khán đài A cho giúp cho tôi ạ. Các ông chí nào cầm 8 cái biển tên của 8 đội tuyển, đề nghị các ông chí cầm tập trung về khán đài A trước ban tổ chức. Bây giờ mang vào luôn. Chẳng ngại gian lao.